À, như vậy thì bắt đầu bây giờ các con về vấn đề mà thưa hỏi, về vấn đề mà tập tu, về nhiếp tâm và an trú tâm, có người nào có những cái điều kiện cần hỏi thì thưa hỏi. Mấy con hỏi kỹ mấy con tu mới đúng, mấy con hỏi không kỹ là mấy con tu sai đó nha. Này, bây giờ ai có muốn hỏi thì cứ hỏi thầy, hỏi gì thì cứ hỏi thầy. Ở câu hỏi này, kính thưa trưởng lão, chư niệm có câu hỏi về việc sử dụng y áo như sau. Lúc trước trưởng lão có dạy rằng chỉ được sử dụng một y thường, một y trung, một y hạ, một y tắm, một áo lạnh. Chư niệm thực hiện như vậy đã được 2 năm, nhưng vừa rồi trong giờ học trưởng lão nói được 2 bộ để thay ra vô y thường màu cái là đúng rồi, lại khác với lời dạy chân niệm lúc trước. Vậy kính mong trưởng lão giảng dạy cho chân niệm được thông suốt chỗ này. Thầy nói rằng Đức Phật có nói ba y một bát, ba y một bát, thì trước kia thầy dạy đúng như Phật dạy, nhưng một cái thời gian sau này thầy thấy, thầy thử nhìn thấy cái người mà sử dụng ba y một bát rất đơn giản, và thầy chân thành là người sử dụng mà thầy đã theo dõi từng chút, thầy thấy rất khổ. Phơi muốn phơi cái bộ áo này để một lát nữa, để buổi chiều có thai hoặc là ngày mai có thai, phải là thai giờ nào lúc nào giặt dĩa như thế nào, mà rủi một cái trời mưa là thấy rất rất vất vả, rất khổ sở. Qua theo dõi từng chút thầy thấy cái đời sống ba y một bát như Đức Phật rất là khổ, mà trong khi chúng ta có nhiều thì giờ để dành để tu, mà để phân tâm lo lắng ở giờ phải giờ này phải 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 đi tắm đi chứ không có khéo, hoặc là phải đi giặt đi chứ còn bây giờ mà không không giặt thì một lát nữa không có y áo, chẳng hạn bây giờ thay cái bộ từ cái y trung y hạ của mình ra đi giặt thì phải lấy cái y thượng choàng chứ làm sao, không lẽ mình ở trần sao, cho nên phải choàng vào. Và khi mà choàng vào như vậy thì nếu mà lỡ cái bộ đồ này mà nó không khô, nó không khô thì cái y này mình mặc như vậy, cái y này mà lỡ nó bị ướt nữa thì lấy cái gì mà mặc. Đó là tất cả những cái nỗi khổ. Và đồng thời thì cũng nếu mà đúng theo ba y một bát thì bên nữ cũng rất khổ, cho nên do đó mà thầy có sự thay đổi để cho nó tiện đi, để cái thời gian cho nó tiện lợi cho người tu, nó không bận tâm lo lắng gì y áo của mình, cho nên nó thầy cho là cái người tu chỉ có một y thượng mà thôi chứ không được 2 y thượng, vì 2 y thượng là thừa là có lỗi là phạm giới. Và hai bộ đồ ngắn nghĩa là mình mặc cái bộ đồ này thì mình giặt cái bộ đồ kia, lúc nào mình giặt cũng được. Ví dụ giờ tối mình chiều mình đi tắm thì mình giặt cái bộ đồ đó thì sáng ra nó phải khô thôi, không thế nào. Còn nếu mà có một bộ đồ thì rất là khó khăn, khổ sở, rất là khổ sở. Theo thầy thuyết nghĩ chúng ta phải khéo léo linh động, nếu mà cố chấp vào giới luật thì tự tạo cho chúng ta một cách khổ. Mà chúng ta thấy rằng ngày xưa thì đi lượm từng miếng vải bỏ, còn bây giờ chúng ta giải thừa quá nhiều, nhưng chúng ta không phải vì đó mà chúng ta phí bỏ, mà chúng ta biết cách áp dụng cho nó tiện lợi cho cái đời sống chúng ta. 2 bộ đồ là thầy thấy vừa để mà chúng ta sống. Còn nữ thì cho 3 bộ đồ, bởi vì cái người nữ nó khó khăn hơn chúng ta, cho nên thầy cho bên nữ là 3 bộ đồ. Đây là thầy trả lời cho con hiểu rằng đúng với luật của Phật là 3 y 1 bát, một y thường, một y trung, một y hạ, tức là 7 y. Chứ còn được như 3 y của đại thừa thì 3 cái y, tức là cái y thất điều, y cửu điều, y 25 điều. Một vị tu sĩ nó có 3 cái y, 3 cái y ôm một đống lận, rồi còn áo cà, rồi còn, chứ không phải là y trung y hạ y thượng như chúng ta đâu. Cho nên vì vậy mà ở bên đại thừa nó nhiều đồ lắm, nó rất là nhiều đồ. Một cái áo cà rồi còn 3 cái y kia mai là y thất điều, y cửu điều, y 25 điều. Còn những cái quần áo cục ngắn mà mặc trong đó thì nó không những 2 bộ mà nó còn nhiều bộ hơn nữa, đó là bên đại thừa. Còn ở bên đây chúng ta biết linh động khéo léo, cho nên gần đây thầy có sự thay đổi. Cái sự thay đổi là sau khi thầy xét lại chính
rất là khó khăn trên cái vấn đề có một ba yêu một bác. Không biết là trong 2 năm mà con có rút kỹ kinh nghiệm, con thấy rằng nếu mà con thấy rằng con giữ được cái hạnh ba yêu một bác như vậy mà cách thức của con mà nó tiện lợi, thì nếu mà tiện lợi thì con nên giữ ba yêu một bác mà. Nghĩa là mình thấy mình làm được, mình sống được. Còn đối với thầy chân thành, thầy thấy thầy giác giả, giác giả là thầy cũng làm, thầy cũng giữ đi đúng chứ không phải thầy làm sai đâu. Nhưng mà thầy thấy rất là khổ tội nghiệp, vì khi giặt khi lo lắng trong tâm mình lo lắng không biết nó ướt khô như thế nào, cho nên giờ nào phải giặt thì đúng giờ đó giặt. Nhiều khi gặp mưa gió, cho nên trong khi tâm sự thầy trò có tâm sự với nhau, cho nên thầy thấy cả một vấn đề khó khăn, cho nên thầy có cho thêm 2 bộ. Vậy thì mấy con sẽ đúng trong giới luật đó, thì mấy con có bay một bát thôi. Còn thầy gia giảm để cho tiền lợi cho cái đời sống chúng ta, nó rảnh rang cái đầu óc để mà chúng ta tu tập. Tu tập cho nên thầy cho được 2 bộ đồ ngắn, một cái y thường 2 bộ đồ ngắn là đủ, không được 3 bộ đồ. Và một cái áo lạnh, mặt lạnh, và cái áo tắm. Áo tắm là ngày xưa thì người ta không có cái bồn tắm như mình, cho nên người ta có cái áo tắm, là người ta dâng một cái dòng về ở dưới sông đó, người ta xuống người ta tắm, hoặc là người ta mặc cái áo đó vô người ta tắm. Thường thường là người ta dâng, phải dâng người ta xuống tắm. Nó khó hơn chúng ta. Còn bây giờ chúng ta có cái phòng tắm, cho nên nó tiện lợi như vậy, tiện nghi hơn, nó khỏi cần cái áo tắm. Còn ngày xưa thì không có bồn tắm như chúng ta đâu, cho nên nó phải có cái áo tắm. Tất cả những cái sống của Đức Phật đó, thầy đều có nghiên cứu trong cái thời của Đức Phật, cho nên có những điều mà thì bây giờ chúng ta không cần nó, nhưng mà thời Đức Phật thì phải cần.